mình quay mà lạnh cống tay luôn mọi người. Phải tọt, phải bỏ cái tay ra để nhấn nút quay đó. Lạnh ơi lạnh. Mọi người ơi, hôm nay bé Quỳnh mời mọi người theo chân bé Quỳnh đi khám phá cái cầu Blauwes Wunder, còn gọi là cầu Lostwitz. Cầu Lostwitz là cầu vàng con sông nằm bắc qua sông Elbe ở thành phố cổ Dresden, thủ phủ Saxony của bang Sachsen. Cầu là điểm kết nối giữa hai đô thị sầm uất Blauwes và Weißenhirsch. Cầu có cấu trúc khung thép được gọi là thép màu kỹ thuật vào thời điểm đó. Chiếc cầu này được đặt theo bầu trời xanh để được vẽ lên cây cầu sắt. Cây cầu Lostwitz, bây giờ gọi là cầu Blauwes Wunder, là một cầu vàng trên sông Elbe ở thành phố cổ Dresden, thủ phủ của bang Sachsen ở Đức. Nó kết nối các quận thành phố Blauwes và Lostwitz, hai khu dân cư giàu có. Vào khoảng năm 1900 là một trong những khu đắt đỏ nhất ở châu Âu. Nó nằm gần tuyến đường sắt dọc của Steinseilbahn và tuyến đường sắt theo lâu đời nhất của thế giới là Schwebebahn Dresden, cũng gần như là tháp truyền hình Dresden. Cây cầu được gọi chung là Blauwes Wunder, là một kỳ quan màu xanh. Tên chiếc cầu phổ biến này được gọi là màu xanh ban đầu của cây cầu và được coi là một phép màu công nghệ vào thời điểm đó. Nó cũng được hiểu là mang ý nghĩa hoài nghi liên quan đến thành ngữ tiếng Đức là I Blauwes Wunder Erleben, có nghĩa là trải nghiệm một bất ngờ. Nghĩa đen có nghĩa là trải nghiệm một kỳ quan màu xanh, phản ánh lên quan điểm hoài nghi của các nhà bình luận đương thời. Cây cầu này rất đặc biệt, nó mang trên mình khoảng 3.500 tấn thép và khoảng 100.000 đinh tán với chiều dài là 270,12 m, chiều rộng là 12 m, nhịp chính dài 147 m. Cầu được xem là một trong những công trình hiện đại, là một kiệt tác công nghệ thế kỷ 19 ở châu Âu. Nếu đam mê các kiến trúc xây dựng cầu thép, chắc hẳn các bạn sẽ không bỏ qua cơ hội được nhìn tận mắt cây cầu nổi tiếng ấy một khi đã đến thành phố Dresden. Đến đây, khách du lịch không chỉ được xem chiếc cầu soi bóng nước Elbe thơ mộng, uốn lượn quanh thành phố cổ 800 tuổi, mà còn được chiêm ngưỡng các biệt thự đồ sộ tuyệt đẹp hai bên bờ sông, những ngôi nhà cổ bên bờ Lostwitz cùng hệ thống đường tàu treo Schwebebahn lâu đời và đường tàu leo núi kéo bằng tời Steinseilbahn sẽ mang lại cho du khách những cảm giác khám phá đầy thú vị. Chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc đẹp lãng mạn như vậy, khách du lịch cũng không quên ẩm thực và các món bia nổi tiếng đặc trưng vùng Đông Đức như Feldschlösschen, Weinschlösschen hoặc Paulaner của vùng Baviera, Munich ở các quán bia hai bên cầu. Ở hai bên bờ sông còn có những nhà hàng rất là nổi tiếng từ thế kỷ 17, là vị trí thuận lợi nhất để mọi người vừa ăn uống vừa chiêm ngưỡng chiếc cầu và nghe những câu chuyện ly kỳ của người dân nơi đây về chiếc cầu huyền thoại. Ngoài ra, từ nút giao thông này, khách du khách có thể ngắm nhìn những chiếc tàu du lịch sang trọng nằm trong đội tàu hơi nước lớn nhất thế giới hàng ngày đưa du khách qua sông, và các danh lam thắng cảnh đẹp dọc bờ thảo nguyên Elbe, một di sản văn hóa của thế giới rộng 19,3 km² đã được UNESCO công nhận năm 2004. Đi qua bao thăng trầm và tưởng chừng như bị phá hủy trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng kỳ diệu thay, chiếc cầu Blauwes Wunder, một trong rất ít công trình kiến trúc của thành phố Dresden, vẫn tồn tại sau hai ngày đêm hứng chịu hàng loạt bom dội vào thành phố. Mới đây nhất, một lần nữa chiếc cầu cũng suýt bị cuốn trôi theo dòng lũ cuồn cuộn chảy xiết trong thảm họa lũ lớn nhất và nặng nề nhất lịch sử của thành phố Dresden năm 2002. Có lẽ vì thế không biết tự khi nào cây cầu lại mang trên mình những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời, một biểu tượng tự hào của thành phố Dresden. Ngày nay, cây cầu vẫn hàng ngày chuyên chở khoảng 35.000 lượt xe lưu thông trên cây cầu 117 năm tuổi. Này đã trở nên già cỗi và có dấu hiệu xuống cấp. Những giải pháp nhằm cải tạo hoặc xây dựng lại
cầu được thành phố đề xuất thực hiện vào năm 2025. Gần đây, chính quyền thành phố đã quyết định xây cây cầu mới Van Schlesenbrücke cách đó không xa về phía hạ lưu sông Elbe, một quyết định gây tranh cãi làm thành phố bị tước mất danh hiệu di sản văn hóa thế giới sau tháng 6 năm 2009. Tuy vậy, cầu Blaues Wunder và quần thể các di sản văn hóa của vùng thảo nguyên Elbe, Dresden vẫn là niềm tự hào và thu hút hàng triệu khách tham quan của mỗi năm, xứng đáng là nơi để bạn lên kế hoạch du lịch đến thăm thành phố cổ xinh đẹp và chiếc cầu huyền thoại này, các bạn ạ. Bây giờ thì bé Quỳnh mời mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ nhộn nhịp sầm uất của khu phố hai bên đầu bờ sông, đó là Plaza Vis và Weisshuis, cùng gọi là Lock Vis. Thì xe chạy lại nhộn nhịp cùng với những dãy phố rất là cổ, theo kiến trúc rất là cổ ngày xưa, rất là đẹp mọi người ạ. Bé Quỳnh mê mẩn những khu nhà nơi này, và những lúc rảnh rỗi bé Quỳnh hay tản bộ ở hai bên đầu bờ sông, đi dọc vào các những nhà hàng vào ngồi có thể uống nước hay là ăn uống, rồi ngắm tàu thuyền qua lại. Nói chung là rất là yên bình và mình có thể thư giãn vào những ngày cuối tuần hoặc là những ngày được nghỉ.
Mọi người ơi, và khung cảnh nhộn nhịp sầm uất của phía bên này đầu cầu quận Place Service đã khép lại video clip của bé Quỳnh ngày hôm nay. Bé Quỳnh cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem và ủng hộ đến cuối clip. Bé Quỳnh chúc mọi người một ngày rồi thật là vui và hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào những clip sau. Bye bye!